Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để tải và tạo cái ví Chợt Wallet. Và hiện tại KTV đang sử dụng trên cái hệ điều hành iOS của iPhone. Quý vị sử dụng hệ điều hành Android thì quý vị chỉ cần vào trực tiếp từ CH Play. Còn hiện tại quý vị sử dụng hệ điều hành iOS thì quý vị hãy vào App Store và quý vị hãy tải cái file test fly này. Đó. Rồi ở đây KTV đã tải cái file test fly này về rồi. Quý vị hãy bấm vào mở để mở lên này. Đó, thì đây quý vị hãy chọn cài đặt cái Chợt đây này, Chợt Wallet đây này. Đó. Ok, quý vị chờ trong giây lát. Cái ví Chợt đang được tải về. Rồi, quý vị bấm vào mở để mở luôn đây này. Quý vị bấm vào tiếp theo đi. Bắt đầu kiểm tra đi. Ở đây, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để tạo một cái ví mới. Rồi, quý vị bấm vào tạo ví mới. Quý vị tích vào cái ô tôi hiểu rằng này. Rồi quý vị bấm tiếp tục. Ok, đây là 12 dãy ký tự quý vị phải lưu lại. Và quý vị tuyệt đối giữ bí mật, không được để lộ 12 cái ký tự này. Rồi sau khi quý vị sao chép và lưu lại 12 cái ký tự này, quý vị bấm vào tiếp tục đi. Và đến cái bước này, quý vị hãy nhập lại thứ tự 12 cái dãy ký tự mà quý vị vừa sao chép lại. Rồi, số 1 này. Số 1, số 2 này. Số 3. Số 4. Số 5. Số 6. Số 7, số 8, số 9, số 10, số 11 và số 12. Rồi, sau khi quý vị nhập chính xác thứ tự 12 cái ký tự của quý vị, rồi quý vị bấm vào tiếp tục này. Quý vị chọn đồng ý đi. Quý vị chọn kích hoạt. Rồi, quý vị có thể cho phép gửi thông báo hoặc không cho phép đều được. Ở đây KTV sẽ chọn cho phép đi. Ok, vậy là quý vị đã tạo được một cái ví Chợt Wallet. Thì cái ví này nó sẽ hỗ trợ tất cả các mạng ERC20, TRC20, PEP2 và PEP20. Quý vị để ý phía bên trên đây này. Đó, quý vị bấm vào để bật tắt các token. Ví dụ ở đây cái token BTC này đang được bật đây này, KTV sẽ tắt nó đi này. Đó, cái ETH KTV cũng tắt đi. Quý vị bấm vào xong này. Đó, KTV vừa tắt đi này. Rồi, bây giờ quý vị muốn thêm các token thì quý vị cũng bấm vào đây. Đó, ví dụ ở đây quý vị muốn thêm cái token là BUSD chẳng hạn thì quý vị đánh vào cái ô tìm kiếm. Ở đây nó có BUSD, ERC20, BEP20, BEP2. Đó. Quý vị chỉ cần bấm vào cái nút bật này để bật nó lên này. Ví dụ KTV sẽ bật BUSD, BEP20 lên này. Đó. Rồi, quý vị bấm vào xong để kiểm tra lại xem nó đã bật lên rồi nè. Đó, BUSD đây này. Rồi, tiếp theo là cái trường hợp nó không có sẵn trên danh sách thì quý vị muốn tìm cái token nào. Ví dụ, KTV sẽ tìm cái token nó chạy trên mạng BEP20 thì KTV sẽ vào cái trang này này, bscscan.com, và KTV
sẽ đánh cái mã token của nó. Đây, ví dụ KTV sẽ chọn cái token là back này. Đây, KTV sẽ lấy cái smart contract của nó. Đây, quý vị để ý đến cái từ contract ra. Và quý vị bấm vào cái biểu tượng copy. Copy này. Rồi quý vị trở lại cái VChat này. Trở lại VChat, quý vị cũng vào cái này. Quý vị hãy dán vào đây. Rồi quý vị chọn tìm. Ok, đó. Thì quý vị cũng bật vào cái nút này. Để bật nó lên này. Rồi quý vị bấm vào xong này. Đó, thì cái token back này nó chạy trên cái BEP20. Rồi tiếp theo, quý vị muốn chọn một cái network khác đi. Ví dụ ở đây KTV sẽ chọn một cái network nó chạy trên cái nền tảng Tron TRC20. Thì quý vị hãy vào tronscan.org. Cũng ở cái ô tìm kiếm này. Ô tìm kiếm, quý vị hãy đánh cái mã token. Mã token mà quý vị muốn add nó vào. Đây, ví dụ KTV lấy cái mã token là ZPAE. ZPAE này. Quý vị cũng tìm đến cái từ contract đây. Và copy cái contract của nó. Rồi, đã copy. Quý vị trở lại cái VChat, quý vị cũng bật nó lên. Rồi, cái ô tìm kiếm, quý vị dán cái contract vào. Quý vị chọn tìm. Đó, chính là cái này này. ZPAE, và nó chạy trên cái network là TRC20. Quý vị cũng bật nó lên. Đó, ok chưa? Rồi, đây, cái ZPAE đã được bật đây này. Và cứ như vậy, nếu quý vị muốn bật cái token của cái mạng ERC20 thì quý vị hãy vào cái trang Etherscan. Đây, Etherscan.io, và quý vị cũng làm tương tự như trước. Rồi, còn về cái phần gửi nhận thì quý vị lưu ý, quý vị gửi từ cái network nào thì nhận cũng cái network đó. Ví dụ đây, quý vị muốn gửi nhận cái BNB thì quý vị cũng chọn gửi này, nhận thì sẽ bấm vào nhận để lấy địa chỉ này. Đó, ok chưa? Rồi, vậy là quý vị và KTV vừa tạo xong cái ví và bật tắt các token trên các mạng BEP2, BEP20, TRC, ERC20. KTV xin kết thúc video tại đây.